Đầu tiên các bạn, ở cái giao diện của CC mới này á, thì nó không có. Hồi xưa khi mà mình còn xài CS4, CS5 các bạn, nó có một cái plugin. Plugin nó nghĩa là cái phần mình cài thêm á, cài thêm vô thì nó nằm ở bên hộp công cụ của AI luôn. Nhưng mà mình thấy từ khi mà CS6 á, là nó không còn cái plugin đó nữa, và CC càng không có ha. Kệ không có không sao, bây giờ tụi mình có rất là nhiều những cái trang online các bạn. Các bạn vào đây, các bạn gõ về mình như thế này. Cái gì code generator. Rồi, rồi các bạn chọn về mình cái trang này cái trang mà nó ra màu cam như vậy bạn ha, nó tên là online3codegenerator.net. Mình rất là thích cái trang này, nó có nhiều trang lắm nhưng mà trang này rất là dễ xài nha. Giao diện của nó màu cam dễ nhớ lắm các bạn ha. Rồi các bạn vô chưa các bạn? Click vào ha, online3codegenerator.net. Xong mình chỉ cho các bạn xài. Cái loại barcode mà trên sản phẩm của các bạn á, các bạn đếm thử coi, nó sẽ có 13 số. 13 số nha. Cái loại này người ta sẽ gọi nó là ơn 13. Tên nó tại sao ơn 13 thì mình không biết ha, nó là cái tên của cái barcode đó đó. Các bạn click vào đây nè. Và các bạn chọn cho mình cái loại ơn 13. Nha các bạn. Rồi. Xong sau đó các bạn ha, các bạn vui lòng nhập giùm mình 13 số có trong cái hộp của các bạn. Ví dụ cái hộp này của mình ha, nó sẽ là số như vậy. Rồi, chúng ta kiểm tra này đúng 13 bạn 2 nè. 4, 6, 8, 10, 13 số. Nha, các bạn vui lòng nhập đúng giùm mình con số trong cái hộp của các bạn. Ha. Xong sau đó bạn bấm cái nút Create bên đây nè. Nó sẽ hiện cho bạn cái barcode. Và bạn sẽ kiểm tra lại ha. Bạn thấy cái độ dày mỏng của những cái barcode này rất là giống trong cái hộp của các bạn. Được không ạ? Rồi, bạn kéo xuống nè, bạn sẽ thấy bên dưới nó bảo là barcode của các bạn xong rồi. Bây giờ bạn download đi. Thì ở đây các bạn, chúng ta có những định dạng ha, định dạng BSD, của định dạng PDF nè, định dạng Photoshop nè, và định dạng ở AI. Do chúng ta cần ở AI cho nên bạn click vào đây giùm mình. Thì nó sẽ tự động nó tải xuống, nó không kêu các bạn làm thành viên, nó không kêu các bạn đăng ký cái gì hết. Nha, đây là cái file mà mình tải nè các bạn. Xong sau đó mình sẽ mở file này ở AI. Các bạn cứ coi đi các bạn, rồi một lát mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ ghi các bước cho các bạn ha. Đây. Rồi. Như vậy file này của mình đang được mở AI các bạn ha, mình mở cái file mình mới tải. Thì tiếp theo các bạn sẽ dùng Magic Wand, cái công cụ mà các bạn á, các bạn click vào mảng màu trắng này giùm mình nè. Và chúng ta bấm delete. Như vậy cái chúng ta còn lại các bạn ha là nó chỉ là những cái mảng màu đen thôi. Tuy nhiên ở đây bị vấn đề các bạn nhìn kỹ giùm mình. Là ba code này của các bạn nó đang được tạo từ những cái đường line. Các bạn thấy không? Đây nè. Đường line các bạn ha. Đây nó có stroke bằng 3 BT nè. Cái đường line này stroke bằng 1 BT. Và bây giờ các bạn muốn thu phóng nó không có được. Các bạn còn nhớ bài ngay tuần trước không? Mình nói là chúng ta không được phép thu phóng đối tượng có stroke. Không được phép luôn. Tại chúng ta thu phóng nó sẽ bị sai. Như vậy để biến những cái này và để chúng ta thu phóng được khi qua ba bài hợp các bạn, thì các bạn phải expand nó bằng cách các bạn vào object và chọn lệnh expand. Thì khi đó ha, các bạn click vô các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ nó không còn là đường line nữa mà nó thành một cái mảng hình chữ nhật. Đây các bạn, đây. Nó đâu có tô stroke đâu mà bây giờ nó tô fill rồi nè. Các bạn thấy ha. Và do nó là một cái mảng hình chữ nhật rồi cho nên lúc này các bạn quét chọn tất cả và các bạn giữ shift, các bạn thu phóng thoải mái. Nó không có bị sai nữa bởi vì nó không còn giữ tính chất của stroke nữa mà nó chỉ thành những đường line. Và mình nhắc lại ha, khi người ta quét, người ta không có quét con số này đâu. Người ta quét khoảng cách giữa các vạch này tương ứng với lại những cái khoảng trắng này như thế nào. Rồi được chưa mấy bạn? Xong ha. Rồi các bạn chọn giùm mình tất cả cái này và quan trọng là kiểm tra giùm mình cái màu. Ở đây bắt buộc các bạn, bắt buộc luôn barcode của các bạn phải là một màu nếu nó là màu đen.
Nếu nó là màu đen thì các bạn phải viết chọn như thế này, có nghĩa là C, M, Y của các bạn bằng 0 và K bằng 100 nha các bạn. Còn nếu màu của các bạn nhìn thử trong cái hộp của các bạn ha, nếu hộp của các bạn là một cái màu nào đó mà nó không phải là màu đen, ví dụ như cái hộp con giáp hồi nãy mình show cho các bạn coi, màu đó là màu xanh các bạn, mà màu xanh mà mình để thông số này là thấy bà rồi, là mình vừa tát vô mặt mình cái mình mới 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 vừa nói với các bạn luôn á, đúng không? Mình nói với các bạn là ba cốt nó phải là một màu, mà bây giờ ba cốt trong cái hộp của mình nó là màu xanh, mà mình nhập thông số màu xanh này là thôi rồi rồi nha các bạn ha. Bởi vì sao? Ở đây là hai màu nè, màu cyan với màu magenta. Như vậy với những ba cốt nào của các bạn mà có màu á thì lúc đó tụi mình sẽ xài màu pha, có nghĩa là chúng ta vào QuadTrics, mở Open Quad Library các bạn ha, chọn color book, chọn solid coated và chúng ta chọn một cái màu xanh nào đó, được không các bạn? Thì đây các bạn thấy ha, màu này là ba cốt của mình nó biến thành màu, nhưng nó là màu pha, mà bạn biết rằng nguyên tắc màu pha chính là một màu. Ok mấy bạn? Rồi như vậy bây giờ ha, mình sẽ thôi mình làm tiếp cái ba cốt thứ hai đi, rồi sau đó mình sẽ ghi lại công thức cho các bạn với hai là ba cốt luôn nha các bạn ha. Rồi ba cốt thứ hai mình muốn hướng dẫn các bạn nữa là ba cốt bây giờ rất là hấp dẫn với giới trẻ, đó là QR code. QR code đó là cái gì các bạn? Các bạn coi bài hôm nay ha, hôm nay các bạn phải tạo ra một cái QR code. Đây các bạn phải tạo ra cái này rồi. Và cũng không có ai ngu dạy mà ngồi vẽ từng ô này nha các bạn ha. Bạn vẽ từng ô như vậy, thứ nhất là nó sai, thứ hai là quét nó không được. Cái QR code này khoảng 4-5 năm trở lại đây các bạn nó mới thịnh nha, bởi vì khuynh hướng là bây giờ người ta sẽ dùng điện thoại người ta quét các bạn ha. Thì để tạo cái QR code này, mình sẽ chỉ cho các bạn luôn và sau đó mình sẽ ghi công thức cho các bạn. Mình cũng vào cái trang này nè các bạn, cái trang Cancan này ha, và ở đây cái loại thì mình sẽ dùng loại QR code. Rồi ở đây mình sẽ chọn QR, bạn nào mà hay dùng QR các bạn sẽ thấy ha, bạn quét, bạn dùng cái điện thoại bạn quét thì nó sẽ hiện ra text, nó hiện ra địa chỉ email, nó hiện ra cái phone number, cái số phone, hoặc nó hiện ra cái đường link, được không các bạn? Rồi mình thì muốn hiện đại ha, khi mà mình quét nó sẽ hiện ra cái link Facebook của mình chẳng hạn nha các bạn. Rồi mình sẽ bấm vô hyperlink, sau đó mình sẽ mở cái trang Facebook của mình ra. Các bạn ha. Rồi ví dụ vô ngay trang trực tiếp của mình luôn nè. Xong sau đó các bạn, chúng ta không copy, chúng ta không đánh gì hết, mà bạn quét giùm mình cái địa chỉ HTTP phía trên này nè nha. Bạn quét cái địa chỉ này ha, bấm Ctrl C. Rồi các bạn click vào đây và sau đó các bạn bấm Ctrl V. Thôi các bạn, các bạn click vào, các bạn bấm Ctrl V ha. Xong rồi cut down là gì bạn? Cut down là hồi nãy chúng ta đang tạo một cái barcode nè, bây giờ bạn bấm cut down nó sẽ rụng ha, đúng nghĩa rụng luôn á. Vui lắm, đó nó rụng. Và bạn bấm create thì nó sẽ tạo cho bạn một cái barcode. Barcode này các bạn, bạn có thể quét được cái trang Facebook nha. Rồi, barcode này ha, cũng như vậy các bạn click vào AI để các bạn tải nó xuống. Và bây giờ mình sẽ mở cái file đó ở AI các bạn. Rồi mình cũng xử lý y chang như hồi nãy luôn ha. Đầu tiên là mình sẽ lấy Magic Wand, mình click vô mảng màu trắng để mình xóa màu trắng đi. Ở đây mình chỉ còn là những mảng màu đen thôi các bạn. Và hiện giờ màu đen của mình ở đây 4 màu, khi in ra nó sẽ bị lỗi, cho nên mình bắt buộc phải chọn màu đen một màu, K bằng 100. Nếu ba cốt của mình là ba cốt màu các bạn, thì ở đây mình sẽ chọn lên màu màu ban tông ha. Ví dụ như mình sẽ chọn màu đỏ chẳng hạn. Rồi và bây giờ mình phóng lớn ha, bạn nào thử lấy điện thoại của bạn á, bạn quét thử trên màn hình coi nó có ra cái trang Facebook của mình không các bạn. Mình sẽ quét thử ha.
Rồi, đây show cho các bạn coi nè. Đây các bạn, sau khi quét xong nó ra trang nè các bạn. Ha. Rồi các bạn cũng thử đi. Các bạn thử quét xong nó có ra cái trang đó không các bạn? Như vậy là mình mới chỉ cho các bạn cách để tạo barcode. À, bây giờ thì tranh thủ ha, các bạn có thể nghỉ với Lau khoảng 5 phút đi. À, để uống nước gì đó thì mình cũng sẽ tranh thủ để mình đánh cho các bạn cái công thức để các bạn làm cái barcode này, xong sau đó mình sẽ gửi lên LMS ha, để tại vì cái barcode này nó có liên quan tới hộp của các bạn nữa nha các bạn ha. Mình đánh vô trong cái file này luôn nha các bạn.